Không hổ danh là 1980 nha mấy bác. Em này đẹp keng. Mấy bác nghe tiếng của 1980 nha, cực khoái tiếng của em này. Nghe wow quá chứ hả? Bác chép rồi nha. Thơ biết em chặng đường vẫn ghi cho đẹp mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thơ viết hẹn xuân sau. Nặng như cục đá, con này nặng nhất trong tất cả các dòng. Mùa xuân này không đến mình bên nhau, Ba thơ ly viết gửi hẹn xuân sau. đẹp long lanh, mùa xuân này không tép chạy đến luôn á, ra vô cho chạy chúng tốt à. mình bên nhau, Quân rút thơ lên, viết từ hẹn từ xuân hạ vô lên xuống rồi, sau. chưa để mất công ấy. Bông lúa vàng 2019 Tiến đang đã, đỏ. tiến ra vô Chị Ngọc xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Thật sự thì mà khi Ngọc vừa bước vào đây thì Ngọc giống như là đây là